Rằng mãi đây anh lại đến ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em hãy nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tuê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đời chưa nhiều lần chung ước mơ. Bên nhau ta thầm hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương, em nhớ em tất cả là em. Còn xe đẹp vắng lúc ta sung vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một đời là được mãi gần em. Vâng, em Michael xin được mến chào toàn thể các bác. Phải nói là đồng bộ lúc nào cũng cho ra chất âm tuyệt vời nhất các bác nhé. Hiện tại thì combo 3 thớt này em đang test cho một bác khách ở Hồ Chí Minh, gồm một đẩy ETC SP3600 các bác nhé, 2 kênh, một vang số ETC HC9. Đó là một combo rất là tuyệt vời các bác ạ, giá thành vừa phải các bác nhé. Chọn bộ combo này cả bộ mic các bác nhé, bộ mic JBL, mic này mic mới các bác ạ, VM880. Cả bộ combo này là 8.300.000 các bác nhé. Đã có hỗ trợ phí ship này, tặng kèm thêm dây jack về các bác về, chỉ về chơi thôi. Mới bảo hành 1 năm, bãi bảo hành 6 tháng các bác nhé. Với những dòng ETC, một dòng rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé, USA. Hàng rất là đẹp các bác nhé. Thì những video trước thì em có về những chiếc đẩy size 3U công suất lớn hơn, cũng như là những vang cao cấp hơn, thì cái giá thành nó sẽ hơn 10 triệu cơ, tầm khoảng 11 triệu thì mới được combo 3 thớt. Nhưng mà em nay em sẽ lên cho các khách ở Hồ Chí Minh thì cũng như giới thiệu luôn với các bác để các bác cùng quan tâm các bác nhé. Đẩy ETC SP3600 ở vang số ETC HC9 và mic không dây JBL các bác nhé. Đó, JBL VM800. Hát rất là nhẹ khi các bác kết hợp giữa echo và gì vợt tiếng nhạc, tiếng mic lên rất là tuyệt vời các bác nhé. Bây giờ em cũng sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận một chút về cái chất âm khi mà nghe nhạc các bác nhé. Đây, hiện tại thì em cũng đang cho nhạc trực tiếp thôi các bác ạ. Trực tuyến thì mình phải chờ đợi một chút. Các bác cùng nghe giải tép lên các bác nhé. Và giải trống sâu, lời tép rất là sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là đầm và tép lời lên rất là sáng và tươi các bác nhé. Nếu mà được ghép thêm với những đôi loa ETC full 30 ở trên này nữa thì nó còn tuyệt vời hơn rất là nhiều các bác nhé. Với những đôi loa 30 ETC F12 này trị giá là 11 triệu một đôi. Đó. Còn với ba cái sản phẩm này test để gửi về Hồ Chí Minh. Đẩy ETC vang ETC bộ mic không dây hàng mới JBL trị giá là 8 triệu 300 nghìn. Mời các bác cùng tham khảo. Có thể kết bạn Zalo hoặc Facebook qua số hotline 0977 434 361 các bác nhé. Cảm ơn các bác quan tâm rất là nhiều. Xin chào các bác.